Sao Phan Nhật Nội Địa xin kính chào các bác. Hôm nay là ngày 12 tháng 1 năm 2021. Em vừa về mấy cái túi, khoảng chục túi cái viên rửa bát Nhật Finish dùng cho máy rửa bát. Thực ra khi các bác dùng máy rửa bát thì không cần thiết phải dùng cái viên này đâu. Đấy, cái túi này, các viên này các bác mua về mục đích chỉ dùng, các bác dành thỉnh thoảng các bác dùng thôi. Thỉnh thoảng các bác dùng để cho nó sạch máy, hoặc là những hôm nào các bác ăn cá, hay là những cái hôm nó quá nhiều mỡ thì các bác cho một viên vào thôi. Còn em cũng không khuyến khích các bác dùng nhiều. Kể cả các bác cho những viên này vào đối với máy rửa bát thì hàng Nhật này nó thực sự ra nó rất an toàn. Khi vào nó rửa thì tráng 3-4 lần nước thì cũng chẳng còn hóa chất gì đâu. Nhưng mà tức là khuyến cáo các bác là vì nó tiết kiệm thôi. Đỡ phải, bình thường rửa nong rất là sạch rồi, mình tiết kiệm mình tội gì mình phải dùng đến cái viên rửa bát này. Đấy, chứ không phải là bảo là cho vào là sợ nó có hóa chất hay này nọ. Đối với hàng của Nhật thì yên tâm 100%, hàng này nó không có bọt. Rửa 3-4 lần tráng nước thì chả còn cái hóa chất gì ở đây cả. Đấy, nhưng mà đối với máy Nhật thì không cần thiết phải dùng cái viên rửa, mình chỉ có thỉnh thoảng cho thôi. Cho nên là các bác mua về thì một cái túi này thì các bác có khi dùng đến hàng năm cũng chả hết. Thỉnh thoảng mình cho một viên thôi, cho máy nó sạch, hoặc là những hôm nó có ăn rồi tanh cá mú gì các bác cho thôi. Đây là cái túi rửa viên rửa bát của Nhật nhé. Em bán cái này là 350.000 một túi này, là 150 viên, giá chưa có phí vận chuyển đâu ạ. Cái này bán phục vụ các bác, chỉ có các bác có máy rửa bát nhà em để em bán phục vụ thôi. Chứ còn nó cũng chả buôn bán lãi lời gì mấy cái túi này. Bán khi đóng hàng thì chả lãi lời gì đâu ạ. Đây, nhưng mà nhiều bác hỏi quá thì em nhập về để phục vụ các bác thôi. Đây, các bác khuyến cáo các bác là cũng không nên dùng nhiều làm gì, phí tiền. Thì còn mình cho thôi các bác nhé. Giá là 350.000 một túi 150 viên. Ship hàng toàn quốc, chưa có phí ship. Xin chào các bác.